Trong series này, chúng ta sẽ cố gắng sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, thế giới của chúng ta sẽ được tăng thêm 20 khối. Và đây là tập thứ 8. Trong tập vừa rồi, chúng ta đã đào được một phần của hố tử thần và mình cũng đã xây dựng được 5 trang trại dành riêng cho 5 loài động vật khác nhau. Và trò chơi chỉ mới bắt đầu khi chúng ta càng ngày càng tiến đến gần khu vực Ancient City. Và đối với ngày hôm nay, chúng ta đã có một trong những nguồn lương thực mới, đó chính là củ dền. Và chúng ta đã có củ dền. Đối với loại rau quả này, chúng ta có thể nấu súp củ dền hoặc có thể là nấu súp thỏ hầm. Và hơn nữa là chúng ta có thể mang nó để mà trao đổi với dân làng. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta có 4 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là khám phá bí ẩn bên dưới khu vực Ancient City. Điều thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng một số máy farm chuyên dụng. Điều thứ ba là chúng ta sẽ xây dựng một con đường mòn đi xuống bên dưới hang động tử thần. Và điều cuối cùng là chúng ta sẽ nâng cấp tất cả trang bị của chúng ta lên Nether Drive. Và trong video lần này thì mình không chắc là chúng ta có gì mới bên dưới hang động tử thần của mình hay không. Mình cũng không quá hy vọng vào việc là nó có gì mới hay không, bởi vì mình đã có một số ý tưởng để mà chúng ta decor cái khu vực hang động của mình rồi. Ôi, ở đây mình có một con Spider Chalky này. Liệu rằng chúng ta có thể bắt được con Spider Chalky này về và chúng ta cho nó vào cái lồng kính hay không? Mình nghĩ là với tình trạng hiện tại thì chúng ta không nên bắt cái con Spider Chalky này, mà thay vào đó là chúng ta nên bảo vệ tính mạng của chúng ta trước tiên cái đã. Cũng may là cây kiếm của mình có dòng hại thay ma, thế nên là mình có thể quét cạnh những cái con zombie này một cách đơn giản. Và đây sẽ là lúc mà anh bạn nói lời tạm biệt với thế giới này và không bao giờ nhìn thấy mặt trời thêm một lần nào nữa. Bye bye. Một trong những việc đầu tiên mà mình cần phải làm đó là chúng ta còn phải thắp sáng cái khu vực hang động tử thần này cái đã, bởi vì bóng tối là một trong những môi trường dành riêng cho việc sinh sản của thay ma. Ok, nó rớt ra cái đĩa nhạc luôn nè. Nhưng mà có một điều đáng tiếc cho mày, bởi vì tao đã có một bộ sưu tập đĩa nhạc ở phía trên rồi. Nhìn mình có giống như là một nhà thám hiểm đầy tài năng không các bạn? Và chúng ta là một nhà thám hiểm. Ôi, mình đang có một số ý tưởng để có thể xây dựng một số thứ ở bên dưới này, nhưng mà có vẻ như là hiện tại chúng ta chỉ cần làm một cái lối mòn là đủ. Tại khu vực này mình có thể xây dựng một cái đập thủy điện không? Bởi vì phía bên trên này nó là một cái hồ nước khá là rộng rãi. Tuy nhiên là hiện tại mình nghĩ chúng ta vẫn chưa có việc gì làm ở bên dưới này đâu. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để mình xây dựng. Và ngày hôm nay chúng ta có thể quay trở lại và lai tạo những cái đàn gà. Mình không quá siêng năng, thế nên là đàn gà của chúng ta sinh sản cũng khá là chậm. Tuy nhiên là sẽ sớm thôi. Đàn gà của chúng ta sẽ sớm quay trở lại với giai đoạn bùng nổ dân số đó mà. Đã đến giờ ăn rồi những con cừu của chúng ta ơi. Hơn tất cả là mình chỉ mong đàn cừu của chúng ta sẽ sớm phát triển đến một số lượng cần thiết để mà mình có thể tạo ra một cái máy farm cừu. Đối với những bạn ong của chúng ta thì khá là nghe lời. Những cái tổ ong liên tục đầy mật và sáp, thế nên là mình nghĩ chúng ta sẽ sớm thôi, sẽ tạo ra một vài cái khu vực khác để cho những cái con ong của chúng ta sinh sản tiếp. Mình có thể tạo ra 4 cái lửa trại và đặt bên dưới những cái tổ này, và mình hy vọng rằng bọn nó không cảm thấy quá bị nóng khi mà ở đây. Tốt nhất là chúng ta không nên để cho chúng nó bực bội, bởi vì chúng nó có thể chích chúng ta bất kỳ lúc nào. Cái việc mà mình di chuyển bằng cầu thang đi xuống bên dưới khu vực Ancient City thì nó gây cho mình mất khá là nhiều thời gian. Thế nên là chúng ta cần phải tạo ra một cái hố duy nhất để mà mình có thể nhảy một cái một xuống tới tầng bên dưới luôn. What? Sao cái con này nó lại xuất hiện ở đây nữa này? Hãy chạy ngay đi trước khi mày biến thành một con khô cá bạc. Nice, chúng ta đã đến được khu vực hang động hình hộp của mình rồi. Việc đầu tiên là mình sẽ tạo ra một vũng nước để chúng ta có thể nhảy từ trên cao xuống một cách an toàn. Điều này giúp mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Mình không biết mình có nên tạo ra một cái thang máy không? Điều này sẽ giúp chúng ta đi lên trên một cách vô cùng nhanh chóng. Và chúng ta đã quay trở lại với khu vực Ancient City. Có vẻ như ngày hôm nay chúng ta đã có thể tiếp cận được hai cái rương mà tập trước chúng ta bị giới hạn ấy. Và việc đầu tiên là mình cần phải dẹp đi những cái bệ triệu hồi cái đã. Nó là một trong những gác gối vô cùng to lớn nếu như chúng ta để cho nó hú lên 3 lần. Và có vẻ như chúng ta đang tạm thời khá là an toàn tại khu vực này. Cắm miệng. Mức độ an toàn hiện tại mình cảm thấy là 90%, bởi vì mình không cảm thấy mối đe dọa nào khác xung quanh đây. Thế nên là việc bây giờ chúng ta có thể là mở rương. Và chúng ta sẽ mở rương. Táo vàng được phù phép. Và đây là một trong những vật phẩm vô cùng hiếm hoi có mặt tại Minecraft. Mình không nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy một quả táo vàng một cách vô cùng đơn giản như là vậy. Mình thề là mình sẽ không bao giờ ăn quả táo vàng này đâu. Bởi vì các bạn nhìn đi, trông nó thực sự rất là ngầu. Đó là cuốn sách rón rén nhanh. Và đối với cuốn sách này, nó có thể giúp cho mình di chuyển nhanh hơn khi ngồi này. Chúng ta có vật phẩm mới thứ ba, đó là mảnh vỡ âm vang. Và đối với cái mảnh vỡ này, nó có thể giúp cho mình tìm lại những cái vật phẩm đã mất sau khi mình đã chết.
Ôi, ở đây chúng ta có một cái rương nữa này. Và Oh shit. chúng ta có một cuốn sách chân lạnh. Và điều này có thể giúp cho đôi giày của chúng ta trở nên mát mẻ hơn sao? Mình nhìn thấy phía trên này chúng ta vẫn còn một cái bệ chịu hồi. Oh shit, mình nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây. Rồi, mình đã đập được cái cảm biến cuối cùng rồi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Con Warden đang bị tức giận. Lẹ lên. Được rồi này. Và chúng ta đã giết được con Warden. Hiện tại chúng ta đã có cuốn sách rón rén nhanh cấp độ 2. Chúng ta có thể đi lên phía trên và chúng ta ép nó vào trong cái quần của mình. Mình sẽ đặt cái đe tại đây và tiếp theo đó là chúng ta sẽ lột cái... À không, chúng ta sẽ tháo cái quần của mình ra và chúng ta sẽ ép cho nó cái dòng phù phép đó là rón rén nhanh cấp độ 2. Thực sự thì mình rất là thích cái dòng phù phép này bởi vì nó giúp cho chúng ta di chuyển vừa nhanh. Nếu như mình có một cuốn sách tương tự nữa, mình sẽ ép vào cái quần và chúng ta di chuyển thực sự rất là nhanh trên những cái khối. Điều này đảm bảo sự an toàn cho mình khi chúng ta xây dựng những công trình ở trên cao. Đối với nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng một số thứ liên quan đến máy farm. Bởi vì trong tập vừa rồi chúng ta đã tìm thấy được hạt dưa hấu và hạt bí ngô. Nên kế hoạch đầu tiên là mình sẽ xây dựng một cái máy farm liên quan đến hai loại quả đó. Tiếp theo đó là mình sẽ xây dựng một cái máy farm tuyết và một cái máy phá hủy vật phẩm. Mình sẽ bắt đầu với công việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ dọn dẹp cái cánh rừng ở phía trước mặt. Và cuối cùng là chúng ta sẽ làm cho nó phẳng. Và cuối cùng thì mình đã có một cái khu vực vừa đủ để chúng ta có thể xây dựng một số cái máy farm tại đây. Tuy nhiên mình nhận ra tại sao ở đây nó vẫn còn một cái lá cây đây này. Trông nó thực sự rất là khó chịu. Đừng có buồn miệng mà cắn cái hạt dưa này nghe trời. Cơ hội chỉ đến một lần và có thể chúng ta sẽ không may mắn để mà tìm thấy một hạt dưa nào khác nữa đâu. Trước tiên là mình sẽ tạo ra một vài cái rãnh để chứa nước. Hello. Bây giờ mình sẽ cho nước vào đây để chúng ta có thể canh tác đất đai. Và bây giờ mình sẽ cày cuốc như là một người nông dân chăm chỉ. Để có thể xây dựng được những cái máy farm thì mình cần những cái mảnh thạch anh. Và thạch anh thì chỉ có ở địa ngục mà thôi. What? Mày làm gì ở đây vậy? Tuy nhiên là mình không nhìn thấy chủ của nó ở đâu cả. Anh bạn có muốn nhấm nháp một ít bỗng ngô trong quá trình chờ đợi chủ của mình quay về không? Mình nghĩ là không. Bởi vì hiện tại mình đang bị kẹt ở tầng trên cùng của Bedrock. Thế nên là bây giờ mình cần phải có hạt diện thạch để tạo ra một cỗ máy TNT phá hủy Bedrock. Và chúng ta đã sở hữu được 14 quả TNT. Và mình đã có một cái bích tông. Trước tiên là mình cần phải qua địa ngục để mà set up một cái chỗ phá Bedrock cái đã. Và mình đã có một cái khu vực để chúng ta có thể phá hủy khối Bedrock. Cái cơ chế bây giờ là chúng ta có thể rạc cái cần gạt. Và mình sẽ đặt một cái bích tông vào đây. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái khối bích tông nó nằm ngay ngắn như vậy thì chắc chắn là khối bích rốc ở bên dưới đã bị phá hủy rồi. Nice. Yeah. Và chúng ta đã có thể tự do đi lên đi xuống rồi. Việc đầu tiên là mình cần phải đi lên cái máy farm vàng cái đã. Bởi vì mình cần có một cái số lượng kinh nghiệm lớn. Thế nên là cái máy farm quái thông thường rất khó để mà có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Và đây là cái bầy lợn cuối cùng của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống dưới để mà chúng ta thu hút những cái kinh nghiệm của mình. Và chúng ta đã đạt được cấp độ 43. Bây giờ mình đang ở nhà và chúng ta sẽ lấy một ít sắt của mình. Và mình sẽ trao đổi với anh thợ vũ khí để mà lấy ngọc lục bảo. Bây giờ mình sẽ trao đổi những cái ngọc lục bảo với những cái kệ sắt. Bây giờ chúng ta đã có những cái kệ sắt và mình sẽ đập nó ra. Chúng ta sẽ tạo ra 3 cái cuốc kim cương. À không, mình nghĩ là 4. Bởi vì để khai thác thạch anh với một số lượng lớn thì mình cần ít nhất là một cây cúp với dòng gia tài 3. Chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực phục phép và chúng ta sẽ ném 3 cây cúp còn lại vào trong dung nham. Chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực địa ngục và bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác thạch anh. Cứu tôi! Đây rồi, mình đã nhìn thấy những cái quặng thạch anh đây rồi. Khi mà khai thác thạch anh thì nó sẽ không khiến cho cây cúp của chúng ta bị giảm độ bền. Bởi vì hiện tại mình đã có cái dòng sửa chữa. Mình thật sự mong ước là một ngày nào đó chúng ta có thể tạo ra một ngôi nhà được làm bằng thạch anh. Các bạn có công nhận một điều là để xây dựng một ngôi nhà bằng thạch anh thực sự rất là mất thời gian. Nhưng mà so về độ sang chảnh và kiến trúc tuyệt vời thì hầu như là không có khối nào có thể sánh bằng. Mình vừa mới ép một cây cúp gia tài và một cây cúp hiệu suất lại với nhau. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể khai thác một cách nhanh chóng hơn nữa. Kìa, mình đi kiếm thạch anh mà chúng ta tìm thấy được khối netherite đây này. Ôi, lại nữa rồi. Ôi, ở đây chúng ta có 2 khối luôn này. Ô, thạch anh đây rồi, chúng ta lại tìm thấy được quặng thạch anh nữa này. Cái này gọi là vô tình nhặt được bí kíp đúng không? Mày bắn tao đúng không? Bây giờ mày giỏi mà bắn vô đây này.
Mày xong đời rồi anh bạn à. Mày dám bắn vào bầy lợn thi ma ư? Tao không thể cứu mày được đâu. Ê, gì ơi? No. Có vẻ như đây là chỗ thạch anh cuối cùng của mình rồi. Ê, anh ơi, em lỡ tay. Nó đâu rồi? Mình vừa ép một đôi giày với tốc độ linh hồn cấp độ 3. Bây giờ chúng ta sẽ qua địa ngục để mà trải nghiệm cái tốc độ này thôi. Đây rồi, khu vực các linh hồn đây rồi. Whee. Thực sự rất là nhanh luôn ấy. Thực sự, đôi giày này thực sự rất là tuyệt vời. Yeah, bởi bây giờ chúng ta đã có thể nói được câu đố anh bắt được em rồi. Con gách cũng không thể bắt kịp được tốc độ của mình cơ mà. Điều này khá là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ mang những cái hạt của mình để mà đi nhân giống. Bởi vì cái máy farm của chúng ta cần một cái số lượng hạt giống khá là nhiều. Và mình sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách là sẽ bón bột xương cho những cái cây này mọc đến cái cấp độ tối đa. Bây giờ sẽ là cái giai đoạn để mà mình tạo ra một cái mặt phẳng để xây dựng một cái máy farm. Và mình sẽ sử dụng đất để mà lắp cái khu vực này lại. Mình đang cảm thấy khá là bất lực với những cái đường ray này bởi vì nó không thực sự nghe theo lời mình. Bây giờ việc của chúng ta là sẽ nối những cái đường ray này lại. Ok nữa rồi. Nào, mày đặt cái gì vậy? Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái xe mỏ vào để xem coi nó hoạt động có ổn định hay không cái đã. Mình nghĩ là nó hoạt động khá là tốt ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lấp đất ở trên cái đường ray. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào đây. Tiếp theo là mình sẽ cài cái thửa ruộng này theo cái hình caro. Một ô đất ruộng và một ô đất thường. Trông thì nó khá là rối mắt. Tuy nhiên là nó rối mắt thiệt mà. Được rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi cho cái số lượng hạt giống này nó sẽ mọc ra cái quả. Và sau đó mình sẽ lấy những cái... Vậy là tôi phải leo lên một cách vô cùng khổ sở nữa rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ khai thác những cái quả bí ngô và những cái quả dưa hấu này. Hiện tại thì cây rìu của mình có cái dòng mềm mại ấy, nên là mình phải đập tay những cái quả dưa hấu này cái đã. Đấy, bây giờ mình sẽ bón những cái hạt giống vào đây. Và chúng ta sẽ chờ đợi nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt một cái nguồn sáng ở phía trung tâm. Bởi vì theo cái logic của Minecraft mà được các bạn chia sẻ lại với mình, thì cây sẽ mọc khi mà có ánh sáng. Còn nếu như không có ánh sáng thì nó sẽ không mọc nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt bích tông vào trong những cái ô mà không có trồng cây. Có vẻ như hiện tại mình đang gặp một chút khó khăn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt những cái khối đá để che lại cái hạt giống nằm ở phía bên dưới. Tiếp theo là mình sẽ nối đá đỏ lại tất cả cái khu vực này. Cái âm thanh này có vẻ như là máy của chúng ta đã hoạt động được rồi. Đối với cái hệ thống này thì mình sẽ cài đặt cho nó farm một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Bởi vì đây là hệ thống cảm biến ánh sáng tự động. Nghe nó có cái tên khá là đặc biệt ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây để mà chúng ta bón cho những cái cây nhá. Mình mong là cái máy nó sẽ không hoạt động vào lúc này và ép mình dẹp lép như là một cái tấm thảm ấy. Trông mình thực sự rất là thảm. Ok. Vào buổi tối thì nó sẽ ép như thế này. Và cái xe đẩy ơi. À đây rồi, chúng ta đã có được hai quả bí ngô này. Ồ, nó đã thực sự hoạt động. Mình có một khối netherite này. Và mình sẽ ép nó vào cái quần của mình. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái kéo để một lát nữa mình sẽ cắt cái quả bí ngô. Đối với cái mai farm tuyết thì mình sẽ khai thác một ít tuyết tại khu vực này. Được rồi, hiện tại mình đã có 13 khối tuyết. Và mình sẽ mang nó về để mà tạo ra một cái con người tuyết. Mình sẽ cào vỏ những cái khối gỗ này ra để trông nó đẹp hơn. Yeah, và bây giờ chúng ta đã có một cái máy farm tuyết rồi. Tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cỗ máy phá hủy vật phẩm tự động. Bởi vì chẳng hạn như các bạn đi khai thác khối netherite ấy, thì các bạn sẽ có rất là nhiều netherite. Thế nên là các bạn còn phải bỏ cái khối netherite một cách nhanh nhất ấy. Nên là cái việc mình ưu tiên đó là mình sẽ tạo ra một cái máy phá hủy vật phẩm. Yes, và nó đã hoạt động. Đấy, nhìn nó thực sự rất là xịn sò. Điều này thoải mái hơn là việc chúng ta cầm vật phẩm và ném trực tiếp vào trong lava. Liệu các bạn có thể ném cả nghìn khối vào trong lava một lúc không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái hang động tử thần. Hiện tại thì tập này chúng ta sẽ xây dựng một cái con đường đi xuống. Và ở tập sau thì mình sẽ biến cho cái khu vực này trở nên nó đẹp hơn. Bởi vì hiện tại thì theo như cái kích thước của cái hang động tử thần này nó đang bị giới hạn ấy. Nó vẫn chưa đạt được cái kích thước tối đa. Nên là bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái khu vực nó men theo cái vách đá. Và mình sẽ cố gắng biến nó thành một cái hang động vanilla nhất có thể. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên để mà chúng ta farm gỗ. Bây giờ mình đã có gỗ và chúng ta sẽ mang cái số lượng gỗ này quay về khu vực vừa nãy để mà chúng ta tạo ra những cái con đường men theo vách đá. Nhưng mà trước tiên mình cần phải có đồ ăn. Mình vừa mới tạo ra một stack cà rốt vàng cơ mà. Bây giờ mình không biết mình để nó ở đâu đây nữa. Nhưng mà kệ đi. Hiện tại chúng ta có một ít bánh mì đây này. Để giúp cho ổ bánh mì này trở nên đặc biệt thơm ngon, chúng ta sẽ ép cho nó một cái tên. Đó là bánh mì Việt Nam.
Yeah, và mình rất là thích bánh mì Việt Nam. Chúng ta có thể tạo ra một cái dây xích bằng cách là sử dụng hạt sắt và phôi sắt. Và mình đang tạo ra một cái con đường men theo vách đá và đi xuống phía dưới. Và chúng ta đã hoàn thành được 1/2 của cái con đường này. Chúng ta cần phải có một cái pha bẻ lái cực gắt tại cái khu vực này, bởi vì nó là một cái đường cong và không còn bất kỳ một cái vách đá nào để chúng ta có thể men theo. Trời ơi, tôi đập đi đập lại nãy giờ chắc cỡ 4 lần rồi đấy. Trời đất ơi, tôi xây cái gì đây này? Và chúng ta đã có một cái khu vực đi men theo vách đá ở phía bên dưới. Và ở tập sau thì mình muốn biến cho cái khu vực này nó trở thành một cái khu vực ngắm cảnh. Tức là chúng ta vừa xây dựng một cái ngôi nhà mà vừa xây dựng một cái khu vực có một cái hồ ở phía giữa có lá sen này, và những cái ngôi nhà nằm ở bên trong vách đá. Đó là một ý kiến khá là hay. Mình sẽ lắp một số cái hàng rào gỗ và một số cái dây xích để trông giống như là cái đường đi của chúng ta bị móc lên phía trên. Ở phía trên đâu ta? Ở phía trên cái hang động ấy, chúng ta sẽ lắp như thế này và khiến cho nó trở nên chân thật hơn một chút xíu. Ở phía trên này cũng vậy, nhưng mà chỉ khác đi là mình sẽ tạo ra những cái cột gỗ nó nhô ra bên ngoài. Và sau đó mình sẽ sử dụng dây xích để nối cái đường đi và cái cột gỗ ở phía trên. Không biết là các bạn có hình dung ra được cái này không? Đấy, cơ bản là mình sẽ làm như vậy thôi. Chứ tập sau thì thực sự mình mới biến cái khu vực này trở thành một cái khu vực tuyệt vời. Nên là hiện tại chúng ta sẽ có hai con đường duy nhất, đó chính là... Cái gì vậy? Đó là một con zombie bận giáp màu vàng. Mình cũng khá là hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm thấy một cái hang động tươi tốt, bởi vì trong đó có rất là nhiều loại cây rất là đẹp. Chỉ cần chúng ta có một cái khối rêu thôi là chúng ta đã... Ê, khoan, từ từ. Đó có phải là thạch nhũ hay không? Tôi đã tìm thấy được thạch nhũ bên dưới hang động. Đó là một trong những vật phẩm cần thiết để có thể tạo nên một mái farm lava. Và tôi thật sự mơ ước đến một hang động tươi tốt. Và liệu rằng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Hãy đón xem tiếp video. Ôi, mình đói quá các bạn ơi, mình không có gì ăn hết trơn ý. Với lại là hiện tại bây giờ trời cũng đã tối rồi, thế nên là chúng ta còn phải đi ngủ cái đã. Trời ơi, tôi phải làm gì với cái đống trứng gà này đây? Nhà phát hành game làm ơn cho cái món trứng chiên và món trứng luộc vào đây giùm tôi đi. Cái trứng nhiều quá mà tôi chả biết làm gì cả. Mình không nhớ là số lượng cà rốt vàng hồi nãy mình grab bây giờ nó nằm ở đâu rồi nữa. Trời á, nó nằm ở đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái khu vực để chúng ta nuôi trồng cái quả mọng phát sáng. Bởi vì trong tập 9 chúng ta cần rất là nhiều quả mọng để mà trang trí cho cái hang động của mình ấy. Chúng ta sẽ trồng quả mọng phát sáng vào đây và bón phân cho nó. Mình sẽ lắp những cái phiến đá vào đây để ngăn cho nó phát triển. Và ok, chúng ta đã có một cái mái farm. Mình sẽ bỏ túi hai cái bàn này và chúng ta sẽ qua địa ngục để tìm Netherite. Và sau đó mình sẽ nâng cấp tất cả trang bị của mình lên Netherite hết nhá. Ồ, đây này, hai khối này. Đây rồi. Ôi, đây này, chúng ta có ba khối luôn này. Ôi, ở đây mình có một khối này, hai khối này. Ôi, ba khối luôn này. Và mình đã có 17 mảnh vỡ cổ đại. Bây giờ mình sẽ nung nó lên. Và mình sẽ ép cho đôi giày của mình này. Mình sẽ ép cho cái nón của mình này. Nice. Một cái xẻng này. Và một cái rìu này. Nice. Tôi đã có mái farm bí ngô và dừa hấu, một mái farm tuyết và một mái phá hủy item. Tôi đã nâng cấp tất cả trang bị của mình lên Netherite. Và tôi đã có một con đường đi xuống hang động tử thần. Liệu rằng trong video lần sau chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.